sạch 80% mực sâm sau 3 buổi, chỉ Ohio làm được. Anh ơi cho em hỏi là cái hình sâm này của mình là sâm bao lâu rồi anh ơi? Hình này sâm 2013. 2013, vậy là cách đây cũng khoảng tầm 10 năm. Rồi sao anh đi đến quyết định mình lại xóa cái hình sâm của mình? Không thích nữa, với có vài vấn đề trong công việc. Anh khách, vị khách này đã có hình sâm 10 năm, 2013, 10 năm và có rất là nhiều hình sâm trên người cơ thể như thế này. Đây, một số cái hình xăm nó sẽ có những cái tính chất màu nhiều, màu đen rất là đậm ha, và bên cạnh đó nó sẽ có những cái hình xăm đồng chồng đè lên với nhau rất là nhiều. Với công nghệ bên Ohio là sẽ có dùng công nghệ Biconil 450 để bóc tách và xóa cái hình xăm, những cái hình xăm của vị khách, sau đó sẽ trả lại cho vị khách một cái hình da rất là đẹp và không có đây là sẹo. Đây, sau khi kết thúc một liệu trình thì chắc chắn là cái hình xăm của anh ấy sẽ hết khoảng 90% trở lên các bạn. Khi mà mình đã xóa xong cái hình xăm như thế này á, thì anh cho xin cảm nghĩ của anh thấy nó như thế nào? Chung là rất hài lòng. Hài lòng ha. Rồi, ok, sẽ đẹp cho em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tục xóa cái hình xăm này tiếp theo liệu trình nha. Chiến dịch xóa xăm không sẹo 2023, ưu đãi 65% chi phí. Tham gia ngay.